Đây là một cuộc thi ăn xúc xích siêu hot. Trong một hàng toàn những gã to béo, lại có một tên gầy như que tăm, tên Dave. Thoạt nhìn thì tưởng như không có bản lĩnh gì, nhưng khi anh ta vừa mở miệng, mọi người đã thấy tài năng thật sự. Trong lúc các thí sinh khác uống nước, anh ta đã ăn được 7-8 cái. Hơn nữa, tốc độ ngày càng nhanh. Không lâu sau đó, tiếng còi vang lên. Dave đã ăn liền 85 cây xúc xích bò nguyên chất, giật giải quán quân. Sau khi rời khỏi sàn đấu, Dave nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, phọt phẹt không ngừng. Chú bị táo bón buồng kế bên nghe thấy, cảm thấy ghen tị vô cùng. Nhưng ông ấy không biết rằng Dave đã mở ra bàn tay vàng. Tại thời điểm này, cơ thể của anh ấy như thế này đây. Hóa ra Dave không phải là con người, anh ấy là một con tàu vũ trụ. Bên trong chứa đầy người ngoài hành tinh có kích thước siêu nhỏ. Giờ đây, hành tinh của họ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nước. Thế nên hai ngày trước, họ lái tàu vũ trụ bay đến trái đất để tìm nước. Nhưng cách hạ cánh này có chút mất mặt. Người ngoài hành tinh vừa đến trái đất, tò mò về mọi thứ xung quanh. Họ điều khiển Dave bắt chước bước đi, nụ cười của con người. Thậm chí các cặp đôi đang hôn nhau, anh ấy cũng muốn đi qua xem. Lúc đến cửa hàng, Dave sẽ tự động quét và sao chép, sau đó trốn vào phòng thử đồ, lạch cạch xả tiền, giống như một cỗ máy in di động. Rời khỏi cửa hàng, Dave đang muốn băng qua đường, nhưng bất ngờ bị một chiếc xe tông vào và bay lên trời, hạ cánh một cách nặng nề. Người lái xe tên Gina sợ khiếp vía, muốn gọi xe cứu thương thì Dave đột nhiên đứng dậy, chân què chân cụt mà bỏ đi, nấp trong ngõ nhỏ và tự hồi phục. Chỉ thấy lỗ tai anh ấy mở ra một cánh cửa, người ngoài hành tinh ở bên trong đu theo sợi dây đến chỗ chân bị thương, không lâu sau đã sửa xong. Lúc này, Gina tìm đến để xin lỗi, cô mời Dave đến thăm nhà, mà Dave cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu về con người. Vì vậy anh đã đồng ý, không ngờ việc mày mò lung tung đã giúp Dave phát hiện được ra quả cầu hút nước mà họ đang vất vả tìm kiếm, hóa ra lại ở trong tay của con trai Gina, vận may đến rồi. Hóa ra quả cầu này có thể hút hết được mọi nguồn nước. Mục đích đến trái đất lần này của Dave chính là dùng nó, mang hết nước ở trái đất đem về hành tinh của anh ta. Thế là Dave nhanh chóng tìm đến trường học của cậu bé. Nào ngờ, hiệu trưởng lại nhầm anh là giáo viên mới, kéo vội anh vào lớp học. Sau khi Dave trở thành một giáo viên, anh lại viết bảng như thế này đây. Nhưng có lẽ bạn không thể ngờ rằng, Dave chỉ là một con tàu vũ trụ hình người. Trong cơ thể anh ta có rất nhiều người ngoài hành tinh tí hon đang điều khiển. Và đến trường để dạy học cũng không phải là mục đích của họ. Họ đến đây là để tìm quả cầu hút nước. Quả cầu này có thể hút sạch nước ở trái đất, giải quyết tình trạng thiếu nước nơi hành tinh của họ. Nhưng cách đây không lâu, nó lại bị một cậu bé loài người nhặt được. Sau khi tan học, Dave gọi cậu bé ra ngoài, hỏi tung tích về quả cầu hút nước. Cậu bé nói quả cầu đã bị tên mập trong lớp cướp mất rồi. Vậy là vẫn còn may mắn, Dave mau chóng để cậu bé dẫn đường. Hai người họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi để tìm tên mập. Kết quả là không tìm được người mà lại bắt gặp hai tên cướp giật. Dave đúng lúc đang tức giận không có chỗ xả, anh ta dùng hai tay ném bay tên cướp. Sau đó dùng tay không bóp méo nòng súng, dọa bọn cướp đến hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, cậu bé càng thêm sùng bái Dave. Sau đó cậu nói với Dave, muốn tìm được tên mập chỉ có thể đợi đến tối mai, đến khu vui chơi xem thử. Dave vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng hút hết nguồn nước trên trái đất rồi rời đi. Nhưng giờ đây, anh lại phải ở qua đêm trên trái đất này. Anh lang thang trên phố rất lâu, cuối cùng quyết định ngủ ngoài đường. Người đàn ông ăn xin ở bên cạnh, nhìn thấy Dave ăn mặc mỏng manh, liền lấy chiếc chăn duy nhất có thể giữ ấm của mình và đắp cho anh ta. Không ngờ hành động này đã làm cảm động vị thuyền trưởng trong cơ thể Dave. Anh ta vốn cho rằng loài người là sinh vật cấp thấp, có tuyệt chủng cũng không đáng tiếc. Nhưng giờ đây, anh ta nhận ra con người có thứ mà họ không có, đó là tình yêu và lòng tốt. Nếu không có những thứ đó, công nghệ tiên tiến đến mấy cũng thật khó để che giấu những lỗ hổng của cảm xúc. Thế là đêm hôm sau khi Dave tìm thấy tên mập trong khu vui chơi và lấy lại được quả cầu hút nước, thuyền trưởng không thực hiện kế hoạch hút nước mà quyết định sẽ trở về. Điều này đã khiến đội phó phản đối kịch liệt. Vì tương lai của hành tinh, anh ta bắt đầu lên kế hoạch cướp thuyền. Cũng vào lúc này, con người tìm thấy dấu vết của người ngoài hành tinh, làm sạch miệng hố cẩn thận, các đường nét của một khuôn mặt người dần hiện ra. Sau đó đổ thạch cao vào, tiến hành lấy khuôn. Như vậy là đã có khuôn mặt của người ngoài hành tinh rồi. Ngày hôm sau, bước chân dung của anh ta đã được truyền đi khắp nơi. Cảnh sát mau chóng bắt được anh ta. Người ngoài hành tinh cũng không ngờ rằng cải cách tiếp đất bằng mặt của mình mà lại để lộ thân thế và bị bắt. Trong phòng thẩm vấn, cho dù cảnh sát có gài lời như thế nào, Dave cũng chỉ mở trừng mắt, không nói một lời. Bởi vì anh ta là một con tàu vũ trụ, mà lúc này, người ngoài hành tinh tí hon phía trong anh ta đang trải qua một cuộc nội chiến. Thuyền phó đoạt quyền thành công, bắt nhốt thuyền trưởng, sau đó điều khiển Dave bắt đầu kế hoạch khủng bố. Chỉ thấy Dave vừa giơ tay đã bắn nổ cửa phòng thẩm vấn. Anh ta hiên ngang đi ra ngoài, mưa bom bão đạn cũng không làm gì được anh ta. Ra khỏi đồn cảnh sát bao vây Dave thành từng lớp, anh ta thẳng tay cho nổ tung những chiếc xe cảnh sát. Thấy tình hình ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, trợ thủ của thuyền trưởng lặng lẽ rời đi, thả thuyền trưởng ra. Không ngờ thuyền phó đã sớm có phòng bị, bắt luôn cả hai người, ném bọn họ ra khỏi cơ thể Dave, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Vừa chạm đến mặt đất,
Thuyền trưởng và trợ thủ tự ý thức được bọn họ nhỏ như vậy ở trong xã hội loài người đúng thật là nguy hiểm bốn bề. Trực tiếp đón đầu một quả bóng rổ lăn tới, họ sợ đến chạy trốn điên cuồng. Khó khăn lắm mới thoát được thì cô trợ thủ lại dẫm phải một bã kẹo cao su nên bị dính chặt lại. Thuyền trưởng tốn rất nhiều sức lực mới có thể lôi cô ấy ra khỏi. Lúc này, thuyền trưởng nhìn thấy một chiếc túi ni lông. Anh ấy đột nhiên nghĩ ra, anh và trợ thủ nắm lấy nó, tự do bay đi. Sau đó nắm bắt cơ hội, đáp xuống đôi chân của Dave. Ngay sau đó, cả hai quay lại được khoang tàu, bắt đầu giành lại quyền kiểm soát. May mắn là kịp lúc trước khi quả cầu hút nước được ném ra. Họ mau chóng thu lại cánh tay của Dave. Thuyền phó nổi trận lôi đình, chỉ huy Dave chống lại mệnh lệnh. Trong quá trình này, quả bóng hút nước vô tình rơi và lan xuống biển. Nó nhanh chóng hấp thụ nước biển, tạo thành một cột xoáy lớn. Chẳng bao lâu, nó sẽ hút hết nước của trái đất. Thuyền trưởng vội vàng ra lệnh thu hồi quả cầu hút nước. Điều này làm tiêu hao hết lượng điện cuối cùng của bọn họ. Dave không chống đỡ nổi, liền quỵ xuống. Lúc này, cậu bé và cảnh sát đều đuổi tới. Cảnh sát tính bắt Dave về quy án. Vào thời khắc cấp bách, cậu bé liền cướp lấy cây súng điện, truyền điện cho người Dave, giúp cho tàu vũ trụ vận hành trở lại. Phi hành đoàn vui mừng phấn khởi, chuẩn bị quay đầu. Lúc này, thuyền trưởng quyết định đứng ra xin lỗi người trái đất. Ông nói rằng trái đất là một hành tinh rất đặc biệt, không nên bị bọn họ phá hủy. Mong rằng nó sẽ luôn tươi đẹp. Sau một đoạn lời chúc và lời chào, tàu vũ trụ đã cất cánh. Thế nhưng quân đội đã bố trí thiên la địa võng bắt lấy con tàu. May mắn thay, chế độ khẩn cấp khởi động, con tàu tách chân khỏi cơ thể, mang theo tất cả phi hành đoàn bay về hành tinh của họ. Trong vũ trụ bao la có những sinh mệnh nhỏ bé như thế, không phải cũng rất dễ thương ư?